Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân BNS khám cấp cứu tại bệnh viện C Đà Nẵng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 9 năm 2020 như sau. Thông tin bệnh nhân, họ tên BNS, sinh năm 1954, giới tính nam, nghề nghiệp hưu trí, địa chỉ 513 Lê Văn Hiến, tổ 41 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nhập khoa cấp cứu bệnh viện C Đà Nẵng lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 9 năm 2020, lý do vào viện: sốt. Tiền sử và bệnh sử điều trị của bệnh nhân: bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, ho dai dẳng do viêm phổi tắc nghẽn mãn tính lâu năm. Bệnh nhân nằm tại chỗ, không di chuyển đã nhiều năm nay. Ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được điều trị tại khoa lão Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân xuất viện về nhà. Bệnh nhân yếu, bị teo cơ chân nên chỉ nằm ở nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình. Ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân được Bệnh viện C lấy mẫu dịch hầu họng vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, gửi CDC xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chiều ngày 18 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân xuất viện về ở tại gia đình. Ngày 5 tháng 9 năm 2020, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho nên vào cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Lúc 19 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2020, bệnh nhân được Bệnh viện C lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2020 cho kết quả dương tính. 6 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2020, Bệnh viện C tiếp tục chuyển mẫu bệnh phẩm đã lấy lúc 19 giờ 30 ngày 5 tháng 9 năm 2020 đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Hòa Vang. Ngày 6 tháng 9 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại bởi kỹ thuật viên Bệnh viện Đà Nẵng lúc 8 giờ 45 phút và kỹ thuật viên CDC lúc 9 giờ để gửi CDC xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cả hai mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR. Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2020, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu làm xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp test nhanh và bằng phương pháp mass ELISA. Kết quả dương tính với kháng thể, nghĩa là trước đây cơ thể bệnh nhân từng nhiễm virus SARS-CoV-2, còn hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Tiền sử xét nghiệm của gia đình bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân hiện tại có 6 người, em trai bệnh nhân. Bệnh viện C làm test nhanh kháng thể kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR ngày 15 tháng 8 năm 2020 kết quả âm tính. Vợ bệnh nhân, bệnh viện C làm test nhanh kháng thể kết quả dương tính và xét nghiệm PCR bằng phương pháp real-time PCR ngày 5 tháng 9 năm 2020 kết quả âm tính. Con gái bệnh nhân là giáo viên, cán bộ coi thi đã được lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ thi trung học phổ thông. CDC xét nghiệm ngày 1 tháng 9 năm 2020 bằng phương pháp real-time PCR kết quả âm tính. Con rể và hai cháu ngoại ở cùng nhà ít khi tiếp xúc với bệnh nhân. Khi có thông tin bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện C, cả 6 người này đều đã được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2020, kết quả xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp mass ELISA của em trai, vợ và con gái bệnh nhân dương tính, nghĩa là trong quá khứ đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp real-time PCR của 6 người trong gia đình, một người em dâu của bệnh nhân và 3 người liên quan khác đều âm tính với SARS-CoV-2. Căn cứ kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể, nghĩa là trong quá khứ bệnh nhân đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, không nhiễm virus. Đây là trường hợp cần phải có thêm cơ sở khoa học và ý kiến về chuyên môn. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo về mặt chuyên môn và hướng xử lý đối với trường hợp này.